chúng ta xét vẻ đẹp tiềm ẩn của một công thức. Bây giờ ta cần tính căn của A bình cộng A cộng 1. Thì ở đây ta đặt đặt A làm nhân tử chung. Thì trong này là A cộng 1 cộng với A cộng 1. Thì lúc này A cộng 1 là nhân tử chung. Thì sẽ viết là A cộng 1. A cộng 1. Và cái này sẽ bằng căn của A cộng 1 bình phương. Thì ở đây bằng A cộng 1 vì A lớn không. Đấy. Ở đây ta áp dụng với A căn của 2023 bình phương cộng 2023 cộng 2024. Thì ta đặt chặt với A bằng 2023. Thì cái này sẽ bằng là căn của A bình cộng A cộng A cộng 1 cho nó bằng A cộng 1. Cho nên nó sẽ bằng là 2023 cộng 1 bằng 2024. Tương tự như vậy, ở đây ta sẽ đặt A bằng 99. Thì ở đây sẽ bằng căn của A bình. Còn đây sẽ bằng A cộng với A cộng 1. Đấy, 199 bằng 99 cộng 100. Vậy cái này sẽ bằng A cộng 1. Vậy là bằng 100. Các bạn nhé. Đấy. Tương tự như vậy. Ở đây ta tách ra. Thì cái này sẽ bằng là căn của 88 bình phương. 177 là bằng 88 cộng 89. Đấy. Sau đó cái này sẽ bằng. Có dạng là A bình cộng A cộng A cộng 1. Cho bằng 88 cộng 1. Đó là kết quả bằng 89. Các bạn nha. Cái công thức này rất thuận lợi trong vấn đề tính căn thức. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi. Chào các bạn.